Svetlana Vosina, trưởng phòng phát triển kinh doanh tại công ty công nghệ đường dây Unisky. Chào buổi trưa, tôi vui mừng đại diện cho Skyway tại hội nghị này. Hãy để tôi bày tỏ sự cảm kích và biết ơn của tôi gửi đến Ngài Hussein Al-Mahmoudi và Công viên Nghiên cứu và Công nghệ Sharjah để có cơ hội mang sứ mệnh của chúng tôi đến với khán giả của họ. Nói chung, bạn công nhận Skyway là một công ty đã tham gia trong việc cung cấp các giải pháp giao thông vận tải. Tôi đến đây để giới thiệu cho bạn Eco Technopark ở Belarus và chứng minh rằng khái niệm vận tải Skyway toàn diện hơn nhiều. Theo khái niệm này, việc vận chuyển của chúng tôi đảm bảo an toàn, nơi ở xanh và thoải mái của người dân trong thành phố thông minh của ngày mai. Thành phố thông minh của tương lai là một công nghệ cao, thành phố xanh và thông minh, với các giải pháp độc đáo về thiết kế, kiến trúc, ID và vận tải. Tính năng chính của thành phố thông minh là phổ biến, cảnh quan khu đô thị, mặt sân thiết kế dành cho người đi bộ và trồng cây xanh, trong khi giao thông, cung cấp điện và tiện ích thông tin được đặt trên mặt đất trên cấp độ thứ hai. Kiến trúc được thể hiện bằng các khu dành cho người đi bộ, nơi các tòa nhà tiện nghi thấp tầng nằm giữa các tòa nhà cao tầng đa chức năng. Mạng lưới giao thông và hậu cần là các thang máy ngang kết nối các tòa nhà cao tầng lân cận. Khu dân cư, mua sắm, giải trí và các cụm khác cho phép di chuyển thoải mái giữa chúng trong vài phút. Một thành phố thông minh có thể được xây dựng trên những khu vực hoang vắng, ngập úng và khó tiếp cận, bao gồm địa hình phức tạp, trên núi, cũng như thềm biển. Một thành phố tuyến tính không chỉ là tầm nhìn của chúng ta về tương lai, xanh và an toàn, nhưng là một khái niệm quan tâm đến cuộc sống con người, khái niệm về mức sống của dân cư, đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại. Hãy cùng xem điều gì làm nên hạnh phúc giản đơn của con người trong thành phố tuyến tính. Hãy xem thành phố tuyến tính có thể chăm sóc cư dân của nó như thế nào. Trung tâm của thành phố tuyến tính nằm trong hệ sinh thái thông minh của nó. Tất cả các quy trình tự động tương tác với nhau, cho phép bạn phân tích và lập mô hình sự kiện diễn ra trong thành phố, để dự báo hành vi của toàn bộ thành phố và các hệ thống riêng biệt của nó. Hạ tầng giao thông cấp 2 là một giải pháp tối ưu để tiết kiệm thời gian. Các cơ sở hạ tầng cách nhau tối ưu. Sự di chuyển của một cư dân trong thành phố có thể được thực hiện dọc theo tuyến đường thuận tiện nhất trong khoảng thời gian ngắn. Tiết kiệm thời gian đi lại cho phép người dân nhìn thời gian của mình theo một cách mới và xem xét lại sự phân phối của nó và tập trung vào những điều quan trọng nhất. Điều này tạo ra sự cân bằng giữa công việc và nhà, sự hòa hợp nội tâm và cải thiện tình trạng cảm xúc và thể chất. Có phải là hạnh phúc không? Hãy tưởng tượng có một cuộc sống chan hòa với thiên nhiên được bao quanh bởi cỏ cây hoa lá, không có đường nhựa, không có tắc đường và thời gian di chuyển dài. Nó thực sự có thể. Tôi đang ở ngưỡng cửa của Eco House và bạn có thể thấy một khu vườn tuyệt vời gần đó. Khu vườn tương tự bạn có thể có trong sân của bạn, nhưng sân của tôi có một số điểm độc đáo. Đây là một trạm vận chuyển. Trạm này có thể được kết nối trực tiếp với tháp, và bạn có thể đến văn phòng hoặc trung tâm mua sắm mà không cần bất kỳ con đường nào. Phương tiện giao thông xanh và thông minh, Unicar, sẽ đến đón bạn. Giao thông đô thị, kết nối với các vệ tinh và vận chuyển trong nội thành thành phố. Unicar, theo dõi vận chuyển hành khách, tốc độ tối đa lên đến 150 km/h, chở 6 hành khách,
công suất lên đến 1.500 hành khách mỗi giờ, 2 chiều. Unicargo theo dõi vận chuyển hành khách vỏ ghép, tối đa 7 chiếc công suất nhóm ghép nối lên đến 7.000 hành khách mỗi giờ, 2 chiều. Phương tiện sáng tạo này đã được chứng minh trong trung tâm đổi mới Skyway của chúng tôi ở Sharjah lần đầu tiên. Unicar đang chờ đợi đến lượt được triển khai tại một thành phố thực. Và, ngay bây giờ, nhờ định dạng hội nghị trực tuyến, hầu như chúng ta có thể giới thiệu một phần rất quan trọng khác của một thế giới hầu như bền vững. Đây là Eco House và các công nghệ xanh, được tạo ra bởi Skyway. Skyway Eco House là một công trình xanh sáng tạo, môi trường tự nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, nguồn năng lượng tái tạo, cách âm, cải thiện vi khí hậu và sự sẵn có của không gian riêng tư của bạn. Các giải pháp công nghệ ứng dụng trong xây dựng ngôi nhà sinh thái cho phép sử dụng tự nhiên hiệu quả nhất tài nguyên cho cuộc sống con người. Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cơ sở hạ tầng thiết kế của Eco Houses, cả nhà thấp tầng cho mục đích sử dụng cá nhân và nhà cao tầng cung cấp một mặt tiền kép ngăn chặn sự quá nóng của tòa nhà. Cảnh quan trên mái cũng làm giảm tải nhiệt và cho phép bạn tiết kiệm năng lượng để làm mát. Lượng nước tiêu thụ giảm đáng kể do sử dụng hệ thống thu gom nước mưa và tái chế nước thải đã qua xử lý. Vào ban ngày, tấm lợp quang điện tiết kiệm đến 30% điện năng để làm mát không khí và sưởi ấm các phòng. Ý tưởng chính của Eco House là không tác động đến môi trường, tái tạo sự cân bằng tự nhiên, tạo ra và duy trì một hệ sinh thái tự nhiên độc đáo. Tất cả những điều này đạt được nhờ cảnh quan của các tòa nhà, kể cả những tòa nhà cao tầng, với việc chuyển đất màu mỡ từ dưới nền tảng đến cấp 2, trên sàn và mái nhà. Các khu vực công viên, khu vui chơi giải trí và sân vườn được tạo ra trên các mái nhà. Bản thân đất được cải tạo bởi chất hữu cơ, chứa các thành phần cần thiết đối với dinh dưỡng thực vật. Công nghệ như vậy có thể được thực hiện trong bất kỳ môi trường tự nhiên nào, kể cả sa mạc. Đất đai màu mỡ sống và một hệ sinh thái động thực vật tự nhiên có thể được phục hồi. Điều này sẽ cho phép làm giàu đất và phục hồi độ phì nhiêu của đất, sản xuất cây xanh và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Những gì bạn đã nhìn thấy ngày hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong tầm nhìn của chúng tôi. Một số giải pháp đã được triển khai trong Technoparks của chúng tôi. Skyway mang đến khả năng phát triển cho các thành phố và quốc gia. Hãy cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình và để chúng ta cùng nhau tạo ra một thế giới bền vững.